Vào ngày 24 tháng 5, Liên minh châu Âu cho biết việc từ chức của Thủ tướng Anh sẽ không làm thay đổi lập trường của Liên Âu về thỏa thuận Brexit mà khối này đã đạt được với Thủ tướng May hồi cuối năm ngoái. Phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu là Mina Andreeva cho biết lập trường của Liên Âu về thời hạn nước Anh rời khỏi khối này là không thay đổi. Phát biểu tại buổi họp báo, bà Andreeva nói rằng cá nhân chủ tịch của EC là Jean-Claude Juncker không thấy vui khi nghe Thủ tướng Anh Theresa May thông báo từ chức vào sáng nay. Ngài Chủ tịch đánh giá cao thời gian làm việc với Thủ tướng May. Ông sẽ trân trọng thiết lập quan hệ cộng tác một cách bình đẳng với bất cứ tân thủ tướng nào, dù đó là ai đi chăng nữa. Lập trường của chúng tôi về thỏa thuận Brexit là không có gì thay đổi cả. Bà Andreeva cũng nhắc lại rằng khối này sẽ không thay đổi thỏa thuận Brexit hiện đang bị đình trệ, nhưng có thể tạm dừng đưa ra tuyên bố chính trị đi kèm về quan hệ giữa Liên Âu và Anh sau Brexit. Cùng ngày, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Martina Fietz, cho biết nhà lãnh đạo Đức đã bày tỏ sự tôn trọng quyết định từ chức của Thủ tướng Anh, đồng thời cho rằng bà và Thủ tướng Anh đã có quan hệ hợp tác tin cậy và tốt đẹp. Theo bà Fietz, Thủ tướng Merkel cũng cam kết tiếp tục làm việc với Thủ tướng May trên tinh thần như vậy cho đến khi nhà lãnh đạo Anh từ chức. Liên hiệp châu Âu đang chờ Quốc hội Anh chấp thuận thỏa thuận đã được hai bên đồng ý. Nhà thương thuyết Brexit của Liên minh châu Âu vào hôm 21 tháng 5 cho biết, Liên Hiệp vẫn đang chờ Quốc hội và Chính phủ Anh Quốc nhận trách nhiệm của họ và chấp thuận thỏa thuận đã được hai bên đồng ý. Ông Barnier hy vọng việc này sẽ diễn ra vào đầu tháng 6. Thủ tướng Theresa May dự tính sẽ cố gắng thuyết phục để thỏa thuận Brexit của bà được Quốc hội chấp thuận trong lần cuối cố gắng lần thứ tư vào đầu tháng tới và đồng ý đưa ra thời gian biểu cho sự ra đi của bà sau cuộc bỏ phiếu. Vào đầu tháng 5, ông Barnier nói rằng tùy thuộc Anh Quốc chọn phương hướng của họ cho kế hoạch rút lui khỏi Liên minh châu Âu và Liên minh sẵn sàng cho sự ra đi có trật tự. Gần 3 năm sau khi nước Anh bỏ phiếu với 52% phiếu ủng hộ và 48% phản đối trong cuộc trưng cầu dân ý để rời khỏi Liên minh châu Âu, hiện nay không rõ cách nào, khi nào hoặc thậm chí Anh Quốc có rời khỏi khối mà họ gia nhập vào năm 1973 hay không. Hiện tại nước Anh sẽ phải rời khỏi Liên minh châu Âu ngày 31 tháng 10, có hoặc không có thỏa thuận. Tin đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, thưa quý vị. Vào ngày 21 tháng 5, phát biểu với báo giới, Bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Hulusi Akar khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong thương vụ mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ. Theo đó đã thanh toán 1,2 tỷ Mỹ Kim trong tổng giá trị hợp đồng và trông đợi là dự án này vẫn được tiếp diễn đúng như là kế hoạch. Ông nêu rõ, việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400 của Nga chỉ để nhằm mục đích duy nhất đó là đáp ứng nhu cầu phòng thủ và không gây ra mối đe dọa nào. Kế hoạch của Ankara mua các hỏa tiễn phòng không S-400 của Nga là một trong những vấn đề khiến cho quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ trở nên căng thẳng. Hòa Thịnh Đốn đã cảnh báo, Thổ Nhĩ Kỳ tích hợp công nghệ hỏa tiễn của Nga với các chiến đấu cơ của Mỹ sẽ gây ra một mối đe dọa đối với chiến đấu cơ F-35 cũng như là hệ thống phòng thủ của Tây Phương. Theo đó, cảnh báo Ankara có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt trong khuôn khổ đạo luật đáp trả các đối thủ của Hoa Kỳ thông qua trừng phạt. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không từ bỏ kế hoạch mua hệ thống S-400 và lô hàng đầu tiên sẽ được giao vào đúng tháng 7 tới đây. Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố nếu như Mỹ không bàn giao chiến đấu cơ F-35 và không bán hỏa tiễn phòng không Patriot thì Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tìm kiếm các sản phẩm thay thế. Trong đó có chiến đấu cơ tàng hình thuộc thế hệ thứ 5 SU-57 và hỏa tiễn phòng không S-500 của Nga. Vào ngày 23 tháng 5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh quân sự này sẵn sàng huy động mọi biện pháp hiện có để đối phó với các cuộc tấn công mạng. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt ở thủ đô London, ông Stoltenberg cảnh báo những kẻ tấn công tiềm tàng cần phải hiểu rằng chúng tôi không chịu sự hạn chế trong việc đáp trả khi bị tấn công trong không gian mạng. Chúng tôi có thể và sẽ vận dụng một loại năng lực sẵn có. Tuyên bố của Tổng thư ký NATO được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia thành viên của khối này đang trong tình trạng báo động trước khả năng can thiệp vào cuộc bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu EP. Hồi tuần trước, Liên minh châu Âu đã thông qua cơ chế trừng phạt những thành phần ngoài liên minh, thực hiện các cuộc tấn công mạng, làm tê liệt các bệnh viện và ngân hàng, gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử và đánh cắp các bí mật của công ty hay các quỹ. Tháng 10 năm ngoái, 8 quốc gia thành viên của Liên Âu, bao gồm Anh, Lithuania, Estonia, Latvia, Đan Mạch, Phần Lan, Romania và Hà Lan, đã kêu gọi thiết lập khẩn cấp một khuôn khổ pháp lý nhằm trừng phạt các tin tặc,
đồng thời cảnh báo việc thiếu các biện pháp nghiêm minh sẽ gây cảm giác thủ phạm tấn công mạng không bị trừng phạt. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các hoạt động tấn công mạng ngày càng diễn ra hết sức tinh vi trên thế giới. Bầu cử tổng thống chính thức diễn ra tại Malawi. Nhiều địa điểm bỏ phiếu đã chính thức mở cửa chào đón công chúng vào rạng sáng hôm thứ Ba, trong bối cảnh cuộc bầu cử lần này được cho là sẽ mang lại nhiều thách thức cho đương kim tổng thống Peter Mutharika cũng như đảng Dân Chủ cầm quyền DPP. Các chuyên gia dự đoán kết quả của cuộc chạy đua lần này sẽ vô cùng xích sao vì các ứng cử viên đều ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, vì những bê bối tham nhũng trong chính quyền, nên có lẽ các ứng cử viên đối lập bao gồm Phó Tổng thống Saulo Chilima và lãnh đạo đảng Malawi Congress Lazarus Chawira sẽ có cơ hội đánh bại ông Mutharika. Do bị hạn hán tàn phá trong suốt nhiều năm, nên nền kinh tế của quốc gia phi châu này cũng trở nên cạn kiệt, góp phần gây ra nạn đói đe dọa tới tính mạng của hàng ngàn người. Có khoảng 6,8 triệu cử tri được ước tính tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội này. Vào ngày 21 tháng 5, Liên Hiệp Quốc lên tiếng kêu gọi các quốc gia khác đừng trục xuất những người Venezuela bỏ nước ra đi lánh nạn để tránh cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế tại quê nhà. Khoảng chừng 3,7 triệu người đã rời khỏi Venezuela. Trong số này, có 3 triệu người đã ra đi kể từ năm 2015, khi mà nền kinh tế Venezuela sụp đổ, gây ra tình trạng thiếu hụt và đói khát ở trên diện rộng. Trong khi các cuộc biểu tình chống chính phủ gây ra những làn sóng bạo lực và tử vong. Nguồn tin từ cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, người dân Venezuela tiếp tục bỏ nước đi lánh nạn, theo tỷ lệ từ 3.000 đến 5.000 người mỗi ngày. Phát ngôn viên của cơ quan này là bà Lee Stossel đã nói trong một cuộc họp báo rằng, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc xem phần lớn những người chạy trốn khỏi Venezuela là những người cần phải được cơ quan tị nạn quốc tế bảo vệ. Điều quan trọng là không nên để xảy ra những vụ trục xuất hay là cưỡng bức hồi hương. Cao ủy tị nạn lưu ý là trong thời gian vừa rồi đã có một số vụ trục xuất từ các đảo như là Caribe, kể cả là Trinidad và Tobago vào năm ngoái. Chỉ có 460.000 người Venezuela nộp đơn xin tị nạn chính thức vào cuối năm 2018, phần lớn ở tại Peru, Hoa Kỳ, Brazil và Tây Ban Nha. Trong khi những người khác được phép tạm cư một cách hợp pháp ở tại các quốc gia như là Colombia, Chile và Ecuador. Cơ quan phụ trách về trẻ em của Liên Hiệp Quốc cho biết, tình trạng xấu đi tại Venezuela đã khiến cho trẻ em bị hạn chế trong việc tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục, bảo vệ và dinh dưỡng. Vào ngày 23 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các cơ quan tình báo Hoa Kỳ hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra những hoạt động mà ông gọi là bí mật theo dõi chiến dịch tranh cử tổng thống của ông năm 2016. Trong một thông báo, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders nêu rõ, theo khuyến nghị của Bộ Tư pháp Mỹ, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho cộng đồng tình báo hợp tác nhanh chóng và đầy đủ trong cuộc điều tra những hoạt động giám sát bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Chỉ thị trên cũng cho phép Bộ trưởng Tư pháp William Barr có toàn quyền công bố những thông tin phù hợp trong khi xem xét những sự việc đã khiến cho cơ quan điều tra FBI mở cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử trên. Tại phiên điều trần trước Thượng viện hồi tháng trước, ông Barr cho rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã bí mật theo dõi chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ông Barr đã bổ nhiệm một công tố viên hàng đầu liên bang tìm những nguyên nhân dẫn đến cuộc điều tra của FBI. Ông Trump ra chỉ thị trên trong bối cảnh Tòa Bạch Ốc và nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Quốc hội đang tranh cãi xung quanh báo cáo điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về mối liên quan giữa Nga và chiến dịch tranh cử của ông Trump. Hoa Kỳ tạm thời nới lỏng các cấm cản đối với Huawei. Theo hãng tin Reuters ngày 21 tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ quyết định cho phép Huawei mua các mặt hàng của Mỹ nhằm duy trì các hệ thống viễn thông hiện nay, cũng như cung cấp phần mềm cập nhật cho các thiết bị cầm tay của hãng. Tuy nhiên, Huawei vẫn bị cấm mua các linh kiện và bộ phận máy móc từ Mỹ để sản xuất hàng hóa mới nếu không có giấy phép. Quyết định giảm nhẹ này được đưa ra dưới dạng một giấy phép chung tạm thời có hiệu lực trong vòng 90 ngày, cho tới ngày 19 tháng 8. Giấy phép mới cho phép Huawei mua hàng hóa để duy trì hệ thống và sản phẩm hiện có của họ. Giới quan sát cho rằng hành động của Mỹ chứng tỏ việc chặn đứng chuỗi cung ứng của Huawei có thể đã đi quá xa, mang lại nhiều hậu quả tức thời và khó lường. Một loạt các trận bão mùa xuân đã mang mưa lớn, lũ quét và mưa đá đến khu vực Midwest của Mỹ. Trong khi đó, thì các báo cáo cho thấy là đã có đến 130 trận gió xoáy được ghi nhận trong 5 ngày qua và ít nhất là một người chết đuối ở tại Oklahoma sau khi người này cố tình lái xe vượt qua rào cản trên một con đường ở thành phố Perkins. Nhiều trận gió xoáy đã được báo về ở tại Kansas và Missouri.
trong tổng số 130 trận gió xoáy. Thứ Sáu là ngày ghi nhận nhiều nhất với 39 trận và ngày hôm qua cũng có 32 trận. CNN cũng cho biết là hiện nay có khoảng 28 triệu cư dân đang bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu đe dọa vào ngày hôm nay, mà đa số là ở các tiểu bang như là Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Iowa, Illinois và Ohio. Không phải chỉ có gió xoáy. Theo tin từ National Weather Service, tại nhiều nơi ở Oklahoma, Kansas và Missouri, từ 24 giờ qua có đến trên 3 inches nước mưa rơi xuống và hiện nay thì nơi này đang có cảnh báo lũ lụt. Bão có sấm chớp, mưa đá hạt to và nhiều gió xoáy cũng được báo động từ Missouri sang đến Illinois. Nhiều nơi ở Arkansas, Louisiana và Texas. Illinois bị ảnh hưởng mạnh vì mưa rất to và gió lên đến là 35 dặm trong 1 giờ. Trong khi đó có nhiều cuộc cấp cứu diễn ra ở Oklahoma trong ngày hôm nay đối với nhiều người bị nước lụt bùa vây, và trong những ngày sắp tới thì tình trạng lũ lụt thêm tồi tệ bởi vì mưa sẽ còn tiếp tục đổ xuống. Vào ngày 23 tháng 5, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, nói rằng cựu giám đốc FBI James Comey và cựu quyền giám đốc FBI Andrew McCabe đã phạm tội phản quốc, đồng thời từ chối cam kết tăng nợ trần quốc gia. Trước đó một ngày, ông Trump đã có phản ứng khác thường với bà Pelosi và lãnh đạo phe Dân Chủ thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer bằng cách hủy bỏ cuộc họp về ngân sách hạ tầng cơ sở vì cho rằng Quốc hội muốn điều tra ông. Ông Trump tuyên bố sẽ không làm việc với phe Dân Chủ cho tới khi họ dừng yêu cầu điều tra. Tổng thống Mỹ cũng tái khẳng định ông là nạn nhân của một nỗ lực dài hơi nhằm ngăn cản ông giành chiến thắng năm 2016, muốn loại bỏ ông khỏi chức vụ tổng thống thông qua luận tội. Ông Trump nói, đảng Dân Chủ không làm gì trong nghị viện, họ hoàn toàn không làm gì cả ngoài việc điều tra. Họ lúc nào cũng muốn điều tra, họ đang cản trở đất nước này. Ông phủ nhận đã nổi giận khi rời khỏi phòng họp và cho biết mình vẫn rất bình tĩnh. Ông Trump nói, khi đó tôi rất bình tĩnh. Ông cho rằng bà Pelosi không hiểu gì về bàn đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ USMCA. Còn nói về mình thì Tổng thống tuyên bố rằng tôi là một thiên tài ổn định. Ngay sau đó, bà Pelosi đã nhanh chóng đáp trả, bà viết trên Twitter rằng khi thiên tài ổn định bắt đầu hành động giống tổng thống hơn, tôi sẽ vui lòng làm việc với ông ấy về hạ tầng cơ sở, thương mại và những vấn đề khác.